Ngôi chùa này nằm cách xa trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30 km, đi về hướng thác Cam Ly và qua đèo Tà Nung. Chính xác là chùa Linh Ẩn, nằm ở thị xã Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi chùa có kiến trúc đơn giản nhưng rất đặc biệt. Ở giữa chánh điện, chùa để tượng thờ ba vị Phật, hai bên là tượng Phật mẫu chuẩn đề nghìn mắt nghìn tai. Và có lẽ một công trình tạo nên một sự khác biệt của ngôi chùa này đối với tất cả khách thập phương, đó chính là bức tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cao 71 mét. Công trình bức tượng Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát cao 71 mét tựa như một tòa nhà 9 tầng, đứng trang nghiêm và dịu mát. Thật thú vị khi đến ngôi chùa này để cảm nhận và tận hưởng không khí thanh tịnh, được hòa mình vào một cảm giác miên man sâu lắng khó tả.